Perfect. Hai đẹp rồi. Đẹp rồi. Vợ Nhà đẹp, giờ đây đẹp mình hơn nữa hả? cưới em muốn ăn khó nè. Em mới có em mới làm thêm nữa một chút nè. Mà đồ nằm trong lớp ủ nè. Thấy làm phụ nữ khổ không chồng? Làm đẹp thì phải đau đớn, mà không đẹp á thì chồng nó đi với gái, mình đi đánh ghen thì nó quýnh mình, nó bên gái khổ Nó bóp cổ mà chứ nó bộ. bên hồi sáng này hai vợ chồng mình coi cái vụ đánh ghen ở Hà Nội á, thằng chồng nó bóp cổ con vợ nó để cho vợ con bồ Thì nó con Việt chạy, Nam mình bỏ kìa, chạy. ở đây người ta cái anh kia cũng cũng đi chỉ định rồi xong rồi về rồi chia tài chưa cho lẫn điều gì đó rồi xong rồi cũng giới giấc vợ trong pha trong chị đó cũng chưa định neo nhớ không. Panel spa đúng rồi. Cũng giấc trong cái bồn tắm nó lên dĩa luôn đó thấy không. Chị đang nói Việt Nam ở đây Việt Hả? Nam mình cái người đúng là thợ khách mình đây nè, khách của chị đây nè. Đấy hả? Ừ À, sao mình ông chồng sao nói không nhẹ tại sao? em ngồi mình thấy